ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng cháy chữa cháy sẽ được thể hiện như thế nào. Vừa qua nghe nhiều vụ cháy cũng hơi rén, nhưng mình có lắp một số những cái thiết bị phòng cháy cho gia đình như là cảm biến khói này, rồi thì còi báo cháy này. Mình lắp thiết bị của anh em bên S-Home. Thì mình thấy những thiết bị này được ứng dụng rất nhiều những cái kiến thức về công nghệ, cụ thể là trong lĩnh vực IoT, Internet of Things. Cái cách mà nó hoạt động thì ra cũng đơn giản thôi. Tức là mình sẽ có một cái cảm biến khói lắp ở chân trần ấy, thì nó sẽ thu thập cái dữ liệu ở xung quanh môi trường, và khi mà nó phát hiện có khói thì cái còi báo động nó sẽ kêu. Đồng thời trên điện thoại của mình cũng sẽ nổ thông báo. Vậy thì có cái công nghệ phần mềm gì đứng đằng sau những cái thiết bị này không? Cái này thì mình đoán nhé, bởi vì theo mình tìm hiểu thì có một cái giao thức truyền tin rất là hay được sử dụng trong cái thiết bị IoT. Nó có tên là MQTT. Ngày xưa mình cũng từng có một dự án sử dụng cái giao thức này rồi. Cái giao thức này thì nó cũng dựa trên TCP/IP thôi, và nó sẽ cần có một cái server trung gian, nó được gọi là broker. Các cái message được gửi đến hay là gửi đi thì đều cần phải thông qua cái broker này. Và các message sẽ được quản lý thông qua cái được gọi là topic. Anh em có thể hiểu là nó là phân nhóm, phân loại các cái message. Sau đó thì các cái thiết bị tạm gọi là client thì nó sẽ tạo ra một cái kênh kết nối đến cái con broker này, thì có thể là nhận message đến hoặc là chuyển message đi. Cái phía mà nhận message thì được gọi là subscriber, còn cái phía gửi đi thì sẽ được gọi là publisher. Ở đây, trong cái hệ thống mà mình được lắp cho gia đình thì cái cảm biến khói nó chính là publisher. Nó có thể sẽ gửi message cho phía broker, còn cái phía còi báo động cũng như là cái mobile app của mình thì đóng vai trò là subscriber. Nó sẽ luôn lắng nghe, nó sẽ listen cái broker để chờ cái tín hiệu báo cháy gửi về. Ok, thì đấy là một vài những cái phỏng đoán dựa trên những cái tìm hiểu của mình thôi, bởi vì bản chất mình không code ra cái hệ thống này nha. Cái phía phát triển của hệ thống này, phát triển phần mềm ấy là bên Viconex, còn phía nhà phân phối là S-Home. Ok, anh em còn biết những cái công nghệ phần mềm hay là những cái giao thức truyền tin nào được sử dụng trong các hệ thống IoT thì có thể để lại comment ở phía dưới video nha. Và mình là Vũ Nguyễn Coder, một người kể chuyện trong lĩnh vực công nghệ.